cách thờ cúng thần tài ông địa để mang lại tiền bạc giàu sang phú quý. Xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm và tín ngưỡng của người Việt thì việc thờ cúng thần tài sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, tài lộc, về kinh doanh buôn bán sẽ phát triển hơn. Nên việc thờ cúng thần tài đối với những người kinh doanh là một điều rất quan trọng. Đôi khi việc chọn hướng để bài trí bàn thờ thần tài không hề khó đối với nhiều người, nhưng mà cách cúng thần tài giúp thu hút tài lộc, hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Mỗi khi cúng thường băn khoăn là không biết nên làm gì trước, nên làm cái gì sau. Vậy thì ban thờ thần tài ông địa phải được sắp xếp và thờ cúng như thế nào? Chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát sẽ chỉ cho bạn cách cúng thần tài ông địa đúng chuẩn và chính xác nhất để giúp thu hút tài lộc. Và trước khi nghe những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, quý vị đừng quên bấm like video này, đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất để biết thêm những thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Cách thờ cúng thần tài thổ địa để mang lại tiền bạc, giàu sang, phú quý. Một, những điều chưa ai biết về hai vị thần. Chúng ta vẫn thường hiểu rằng thần tài và ông địa là hai vị thần riêng biệt và chịu trách nhiệm trong mỗi công việc khác nhau. Tuy nhiên, trong quan niệm của người xưa, mỗi vị thần đều là đại diện cho năm vị thần khác. Vị thần tài đại diện cho năm vị thần Hắc, Thanh, Xích, Bạch, Hoàng thần tài. Và trong số 5 vị này thì ông Hoàng thần tài chính là vị thần chủ chốt, hình tượng của một vị thần tài trong tưởng tượng của nhân dân ta như sau. Trên tay ông có cầm một cục vàng, trên đầu đội một chiếc mão với một bộ trang phục chỉnh tề. Ông chính là hiện thân của những điều may mắn của tiền tài và công danh. Nhân dân thờ phụng ông với hy vọng chuyện kinh tế khấm khá hơn. Còn ông địa là đại diện cho 5 vị thần sau. Một là Đông Phương Thanh Đế, 2 là Tây Phương Bạch Đế, 3 là Nam Phương Xích Đế, 4 là Bắc Phương Hắc Đế và cuối cùng là Trung ương Huỳnh Đế. Ông địa được tương truyền là một người có một chiếc bụng phệ với thân hình tròn, luôn luôn để ngực trần. Trên đầu ông địa thường đi với một chiếc khăn và trên tay sẽ cầm một chiếc quạt. Hình tượng của ông địa mang đến cho người nhìn một cảm giác an yên và rất thanh thản. Người dân thờ cúng ông địa với mong muốn thần sẽ che chở, giúp cho gia chủ kiểm soát đất đai cũng như là lượng khách ra vào mỗi ngày trong cửa hàng, nhà của mình. 2. Ý nghĩa thờ cúng ông địa và thần tài. Ông thần tài được biết tới như một vị thần cai quản tài lộc và tiền bạc trong gia đình. Đây là ý nghĩa được lưu truyền từ rất lâu về trước và vẫn được tin tưởng cho đến tận ngày nay. Ông thần tài sẽ đem tới may mắn tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Vì thế, để cầu tài lộc thuận lợi, mọi người thường lập bàn thờ ông thần tài ở các cửa hàng, công ty hoặc những gia đình kinh doanh, buôn bán. Qua đó mong muốn tài lộc thuận lợi và thành công trong quá trình làm ăn, kinh doanh. Ông địa là vị thần cai quản đất đai, nhà cửa. Ông địa sẽ là người cai quản, quản lý khu đất của gia đình bạn. Bởi từ xưa đến nay, ông bà ta đã có quan niệm đất có thổ công, sông có hà bá. Mỗi vùng đất sẽ được cai quản bởi một vị thổ địa. Do đó, các gia đình thường thờ ông địa như một hình thức cầu bình an cho mảnh đất, ngôi nhà và các thành viên trong gia đình của mình. Đặc biệt, nếu muốn động thổ, đào ao hay thực hiện các công việc liên quan tới đất đai, gia chủ cần làm lễ thờ cúng thổ công trước khi thực hiện. Vì thế, hầu hết các gia đình đều thờ ông địa trong nhà để cầu may mắn, bình an. Quý vị thân mến, cách cúng thần tài ông địa thực sự quan trọng đối với các gia đình. Điều này lại càng được coi trọng hơn đối với những gia đình mà có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Chính vì vậy, bất cứ gia đình nào cũng nên tìm hiểu và phải biết thật rõ về cách thờ cúng thần tài thổ địa đúng đến từng bước. Vậy thì, thờ cúng thần tài thổ địa như thế nào mới đúng? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây ở trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên ta hãy đi tìm hiểu khi cúng ông địa thần tài cần những lễ vật dâng cúng gì. Theo truyền thuyết của người Hoa, trong việc khấn vái thờ cúng thần tài, còn đối với phong tục thờ cúng của người Việt thì hình ảnh ông địa lại quen thuộc hơn. Lễ vật thờ cúng thần tài thường được chọn là heo quay, vịt quay, cua biển và chuối chín vàng. Trong khi đó, đồ thờ cúng ông địa thông thường là chuối xiêm, thuốc lá hay ly cà phê. Đặc biệt là vào trong những ngày vía thần tài, người ta thường dâng lên bàn thờ các lễ vật cụ thể như một bình hoa, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua biển, một miếng thịt heo quay, một xấp tiền vàng mã, một đĩa mâm ngũ quả hay là một chai rượu.
Điểm chung của cả hai ông thần tài và ông địa là thích sạch sẽ, vậy nên gia chủ phải lưu ý thường xuyên lau dọn, vệ sinh bàn thờ và giữ cho khu vực thờ cúng luôn thoáng mát, sạch sẽ. Nếu như bàn thờ bẩn, cũ hoặc hỏng vỡ sẽ làm mất đi sự linh thiêng của khu vực thờ cúng. Bên cạnh đó, mọi người luôn tin khi bàn thờ thần tài, ông địa ngăn nắp sạch sẽ thì công việc làm ăn cũng làm nên phát tài, phát lộc. 2. Cách cúng thần tài và ông địa đúng nhất. Thứ nhất, cách cúng thần tài và ông địa vào ngày thường. Thực ra chuyện thờ cúng thần tài không quá phức tạp và chi tiết. Chính vì vậy, để thờ cúng thần tài ông địa ở trong cửa hàng, bạn chỉ cần đặt một hộp bánh, một đĩa trái cây tươi, nước và hoa tươi là đủ. Bên cạnh đó cũng có một số những lưu ý mà gia chủ cần phải biết để đảm bảo được sự linh thiêng cũng như lòng thành kính của mình đối với hai vị thần. 1. Mỗi ngày, bạn chỉ nên thắp hương vào hai thời điểm cụ thể, lần 1 vào lúc 6 đến 7 giờ sáng, lần 2 vào lúc 6 đến 7 giờ tối. Khi thắp nhang, bạn nên thắp 5 cây nhang một lần, tránh thắp lẻ tẻ. Khi thắp nhang, bạn nên kết hợp luôn việc thay nước trắng ở trong ly cũng như nước ở trong lọ hoa, nhớ phải thay hàng ngày. Cứ mỗi tháng một lần, bạn nên chú ý lau chùi vệ sinh bàn thờ ông địa và thần tài thật sạch sẽ. Bên cạnh đó cũng nên chú ý tắm rửa cho hai vị thần đều đặn, có thể là vào những ngày 14 hoặc là những ngày cuối tháng âm lịch. Nên dùng một chiếc khăn riêng biệt chỉ để lau tượng hai vị thần sau khi đã được tắm và lưu ý không được sử dụng chiếc khăn đó vào những việc làm khác. Thứ hai, cách cúng thần tài và ông địa vào ngày rằm, vào những ngày đầu tháng và cuối năm. Khác với cách thờ cúng thần tài ông địa hàng ngày, việc cúng lễ vào những ngày rằm hoặc đầu cuối tháng là yêu cầu phức tạp hơn. Những ngày này, bạn nên chuẩn bị một mâm cơm cúng đơn giản như heo quay, thịt gà luộc cùng với trái cây tươi và nước trắng. Một số giai thoại thời xưa truyền tụng lại rằng, thần tài rất thích ăn các loại hải sản và ăn chuối chín, còn ông địa lại thích uống cà phê và hút thuốc lá cùng với ăn chuối sim. Việc các gia chủ lựa chọn đồ cúng theo sở thích của hai vị thần cũng là một cách để thể hiện lòng tôn kính của mình. Bên cạnh đó, bạn phải biết rằng hai vị thần này rất ưa sạch sẽ, nên bạn phải luôn giữ gìn khu vực xung quanh bàn thờ được đảm bảo vệ sinh. Quý vị thân mến, bên cạnh việc tìm hiểu cách cúng thần tài thổ địa sao cho đúng, thì bạn cũng cần phải để ý hơn các lưu ý khi thờ cúng thần tài ông địa để tránh việc thờ cúng trở nên vô nghĩa và thậm chí là đắc tội với hai vị thần, gây tai họa không đáng có. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị một số lưu ý mà chúng ta cần phải lưu tâm hơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. 1. Chăm sóc thường xuyên cho bàn thờ. Dù vị trí bàn thờ nằm ở dưới đất, tuy nhiên ông thần tài và thổ địa đều là những người thích sạch sẽ, vậy nên thường xuyên lau dọn nơi thờ cúng. Bạn cũng có thể tắm cho hai ông bằng cách khi trời mưa nên bê tượng thần tài thổ địa, ông cóc đặt vào trong một chiếc thau sạch sẽ và tắm mưa trong vòng 15 phút, sau đó đem vào lau khô xịt nước hoa và thắp hương cầu khấn. Hoặc bạn cũng có thể tắm cho hai ông bằng nước hoa bưởi hoặc là nước gừng pha rượu. Cũng lưu ý rằng trước khi tiến hành tắm, gia chủ cần phải thắp nhang thỉnh xin sự cho phép trước khi hành động, tránh để các ngài trách tội. Bên cạnh đó phải rửa sạch chén trước khi lấy nước, tốt nhất nên bày 5 chén nước lên trên bàn thờ. Lượng nước đổ cách miệng chén chừng 1cm, không nên rót nhiều, dễ tràn ra bàn thờ thì không tốt. 2. Lễ vật thờ cúng. Gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm cúng tế như đồ ngọt, hoa quả hoặc là cúng thịt quay. Dù lễ vật thờ cúng đơn giản nhưng phải luôn ghi nhớ là lau dọn bàn thờ sạch sẽ và trang nghiêm nhất bằng cái tâm của gia chủ. 3. Hướng dẫn cách thắp hương lúc mới lập bàn thờ. Trong giai đoạn mới lập bàn thờ, bạn nên thực hiện thắp 100 ngày nhang liên tục với mục đích tụ khí cho bàn thờ, đồng thời tuyệt đối không được tắt đèn trên bàn thờ. Việc thờ cúng cũng không cần phải quá cầu kỳ, gia chủ chỉ cần thay nước, thắp một nén hương mới. Trường hợp nếu muốn khấn xin điều gì thì nên thắp 3 cây nhang hàng ngày. 4. Luôn để hoa quả tươi trên bàn thờ. Không để trường hợp hoa cúng hoặc là trái cây bị hư hỏng, héo úa trên bàn thờ, bởi người xưa luôn tin rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc thờ cúng cũng như sự linh thiêng của không gian thờ cúng. 5. Lộc cúng. Lộc cúng xong thì không chia cho người ngoài, chỉ phân phát cho người trong nhà cùng hưởng, trừ khi các đồ vật thờ cúng trên tủ thờ bằng gỗ của bàn thờ gia tiên. 6. Nên sử dụng nến hoặc đèn dầu. Bạn nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng bóng điện hay đèn nhấp nháy, bởi vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Sử dụng đèn và nến để trên bàn thờ để đảm bảo chất lượng nhất. 7. Lưu ý khi vừa mới lập bàn thờ.
Sau khi lập bàn thờ cúng thần tài ông địa, gia chủ nên thắp hương liên tục trong vòng 100 ngày để bàn thờ tụ khí, không được tắt đèn ở bàn thờ bởi vì ánh sáng là công cụ chỉ đường cho các thần giáng xuống trần gian. Trong vòng 100 ngày này nên thay nước hàng ngày, khi cầu xin điều gì thì thắp 3 nén hương cắm theo mỗi ngày, vào ngày rằm, mùng 1, lễ Tết thì thắp 5 nén hương cắm theo hình chữ thập. Gia chủ nên chọn loại hương cuốn tàn để giữ được tàn hương, như vậy thì sau một thời gian sẽ có bát hương đẹp và tụ khí rất tốt. Đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì rút chân hương hóa vàng. Lưu ý, sau khi hóa vàng thì nên đổ một ít rượu vào cho. Tìm hiểu nhất định và thật kỹ càng trước khi lập bàn thờ thần tài trong gia đình của mình. Và chỉ có như vậy thì bạn mới có thể thể hiện được lòng thành kính và cái tâm của mình, đồng thời cũng tránh được những điều sai sót trong việc thờ cúng ông thần tài cũng như là ông địa. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn thành công và phát đạt trong cuộc sống của mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.